Rồi, chúng ta đang học về vẫn đang học về về dãy đúng không? Tôi nhắc lại một số cái khái niệm về dãy. Thì lần trước hôm trước tôi nói về cái dãy mà lồng vào nhau. Cái này cái rất quan trọng. Thì cái dãy lồng nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra cái chúng ta có thể tạo ra cái khái niệm là mặt trận. Mặt trận. Thì tổng quát là nhỉ, tổng quát là nếu chúng ta muốn khai báo một cái mặt trận ấy thì nó là các cái dãy, một cái dãy mà mỗi phân tử của nó là làm một dãy con. Thì phân tử thứ nhất nó là chính là cái hàng thứ nhất của mặt trận. Phân tử thứ hai là hàng thứ hai, nhưng mà có n phân tử thì chính là n cái cột, n cái hàng của cái mặt trận. Ví dụ như này, như tôi viết là một hai như thế này đúng không, không ba mười một, thì đây nó là đây là cái hình ảnh của một cái của ma trận là gì, là có ba hàng và hai cột, tức là ba nhân hai, là người ba nhân hai. Bây giờ chúng ta có thể đây thì a nó là cái này, nhưng bây giờ tôi muốn viết in ra cái ma trận a để nó là như ma trận thật. Tôi làm như sau nhé, bây giờ tôi làm một cái thủ tục cho nó dễ nhìn, sau tôi dùng nhiều lần nữa nhé. Đây tôi làm một cái thủ tục như này là show, gọi là show đi, show cái ma trận theo đúng nghĩa của nó thì như này nhé, là như thế này. Tôi mới gọi là bây giờ tôi gọi là nó là có m như n, nhưng mà là m hàng với n cột, với m bằng là gì, bằng là len của a. Đây là mặt trận là bậc m nhân n, bậc m nhân n thì tôi gọi m là chiều dài của a, thì là số các cột, còn số các hàng chứ, còn cột là n thì là len của a không chẳng hạn. Thì như sau nhé, for i in range m đó, m sẽ là for g in range n, và chúng ta sẽ print cái phân tử a i g như này. Đấy, in trên cái hàng thứ y, trên hàng thứ y vào in ra tất cả các phần tử g là trên cái cột đấy, là trên trên cái hàng y là in ra trên một hàng. Sau đó chúng ta sẽ có một lệnh nữa không sao số để nó xuống dòng trên màn hình như thế này. Đấy. Wow, như vậy là kết thúc cái việc in. Bây chúng ta thử làm thử nha, show show cái a của chúng ta, cái a chúng ta là cái mặt trận này ở trên này, nên in ra là 1 2 0 3 11 chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ khác nhé, b bằng, tôi lấy một ví dụ là ma trận vuông 3 x 3 nhé, ma trận đơn vị đi, 1 0 0 phần tử thứ hai, may cái hàng thứ hai là 0 1 0 và phần tử thứ ba là 0 0 1. Thế vì chúng ta show ra cái mặt trận B, thì ra cái mặt trận B như này. Thì đây là cái thủ tục để in ra một cái mặt trận, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng đây đây là cái mô tả cái mặt trận bất kỳ. Thì tổng quát là như sau nhé, tổng quát là chúng ta có này, tổng quát về định nghĩa mặt trận sẽ được hãy nhà tôi biết công thức này. Nó sẽ là A1, A2, A2, AN, đúng không? Không có số sữa. A1, 1,
A12 phẩy chấm A1N, đó là cái hàng thứ nhất, đúng không? Phẩy. Tương tự như vậy là phần cái hàng thứ hai, A21, A22, vân vân. A2N, đó là hàng thứ hai, vân vân. Tổng quát hàng thứ N, hàng thứ M là AM1 phẩy AM2 phẩy AMN. Đấy, thì đây là cái cách mà chúng ta sinh ra một cái mặt trận M như N, M hàng về N cột như này. Tổng quát chúng ta đây cách để chưa, mặt trận là 3 x 3, đây là mặt trận là 2 x 3, 3 x 2, đây là 3 x 2, đây là 3 x 3, đây là M nhân N, đây là M nhân N, thì nó ra như thế này đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số các bài tập liên quan đến dãy nhé, để cho nó luyện phần này đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập này. Bây giờ cái bài tập đầu tiên là cái bài tập như sau này. Bài tập là chúng ta bài tập 1 là cho trước một cái dãy số, bây giờ chúng ta viết một cái chương trình để sắp xếp cái dãy số đó theo thứ tăng dần. Lấy ví dụ chúng ta đưa ra một cái A là một cái dãy ban đầu như bất kỳ, chúng ta làm bất kỳ nhé. Ví dụ như là 3 1 0 10 2 6 8 19 11 5, ví dụ như vậy thì nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm viết một cái thủ tục để sắp xếp cái dãy A này. Các bạn thêm đây là cách này bình thường đấy nhé. Bây giờ tôi làm một thủ tục là sắp xếp đi, gọi là sắp xếp dãy A, đầu vào là dãy A, đầu ra là cái là làm cái là đầu ra là một cái dãy mà nó được sắp xếp lại, đầu vào là A nhé. Thế tôi làm thử một cái bài nhé, tôi chỉ là một dãy bình thường mà tôi làm thử theo một sắp xếp mà rất nổi tiếng, rất bình thường là nổi tiếng là sắp xếp chèn nhé. Chúng ta nhớ lại một chút về cái thuật toán sắp xếp chèn là như thế này, là chúng ta có hai vòng for lồng vào nhau. Vòng for thứ nhất là y, vòng nhất cho y in range chạy từ 0 trở đi, chạy từ 0 cho đến chạy từ 1 cho n 1, tức là chạy từ 0 cho đến n 1, tức là đây chạy từ 0 cho đến n. Tôi phải viết thêm chút nữa để tôi yên tâm nhé. Chứ n 1 đấy, nhưng mà đây tôi phải có một cái, ở đây còn có thêm cái biến để tính cái khỏi viết lại thì nhé. Chạy từ 0 cho đến n 2, tức là độ dài của cái vòng for này là thế nào bây giờ nhỉ? For đến n được chưa? N 1, tức là đây là vì cái của chúng ta là cái dãy của chúng ta là chỉ số từ 0, chúng tôi phải làm từ tức là từ trừ đi 1. Chúng ta nếu mà dãy của chúng ta là A12N thì là for y chạy từ 1 đến n 1. Nhưng mà ở đây là vì mặt trận của chúng ta là từ 0 trở đi, tôi cho y từ 0 đến n 2. Thấy chưa? Rồi, cái làm như sau đây. Thì mỗi một bước như vậy chúng ta sẽ cho g chạy từ y cộng 1 đến n. Đúng không? Không, chúng ta làm này chứ chúng ta với mỗi y như vậy thì chúng ta đặt g bằng y cộng 1. Chúng ta nhớ lại cái làm cái thuật toán chèn, chúng ta sẽ chèn cái phần tử a g vào đúng vị trí từ a 1 cho đến từ a 0 cho đến a trên a i trên a i trên a g, chứ làm sao cho nó cái dãy đó là
từ từ A0 chuyển AG là được sắp xếp đúng. Như vậy là chèn phần tử G vào đúng vị trí của nó từ A0 cho đến A cho đến AG. Đấy, cái làm là như vậy đấy. Đấy, chúng ta đặt như này và chúng ta sẽ lùi dần ngoài lùi cho đến khi nào mà G bằng 0 thì thôi. Ngoài G lớn hơn bằng 0. Lớn hơn bằng 0. Lớn hơn bằng 0 đồng thời và A G nếu A G mà nhỏ hơn A G trừ 1 thì mình đổi chỗ hai phần tử. Còn A G mà tôi sẽ lùi G sẽ lùi dần cho đến khi mà A G lớn hơn hoặc bằng A G trừ 1 thì dừng lại. Đấy, chúng ta thấy. Tôi cho bạn xem cái này. Mô tả một số bạn trẻ hơn thì không rõ, tôi sẽ mô tả lại cái này nhá. Đây đây nó là như này này, trên 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 bảng cho nó dễ nhé, không nhìn thấy khó quá. Đây như này nhá, đây giả sử chúng ta có cái A1 này, A2, AN. Đây, tôi ví dụ là A1, AN cho dễ nhé. Còn trên màn hình của chúng tôi, trên màn hình của chúng ta là đối với Python thì là từ A0 đến AN-1 thì viết A1 cho nó dễ. Thì với y bằng 1 thì tôi lấy A2 chỉ đi, A2 đây, A2. Nếu A2 mà nhỏ hơn, vấn đề là tôi sắp xếp lại là A1 phải chuyển cái này vào đây sao cho là cái hai cái này nó là xếp đúng. Như vậy nếu A2 mà lớn A1 thôi không phải làm nữa, A2 nhỏ A1 thì tôi đổi chỗ và đổi chỗ thì nó sẽ thành là nếu A2 mà nhỏ hơn A1 thì tôi đổi chỗ cho nên sau đó thì A1 A2 nó sẽ là đúng như này. Bước tiếp theo nữa là tôi sẽ chọn là G bằng 3, y cho y lên A3. A3 nó sẽ chèn vào giữa cái hai cái này sẽ chọn hợp lý nhất. Thì như vậy là tôi lùi lại A3 so sánh với A2. Nếu A3 mà lớn A2, A3 nhỏ A2 thì tôi đổi chỗ với A2. Xong tôi lại đổi chỗ tiếp với A1. Cứ như vậy. Làm ví dụ cho chúng ta xem nhé. Đây. Nhé. Như này. 3, 1, 5, 2. Đấy. Không. Rồi. Bây giờ số 3 không làm gì cả. Bây giờ số 1 nhé. 1 nhỏ hơn 3. Vậy đổi chỗ. Ở chỗ thu được là 3, 1, thu được là 1, 3. Nhưng mà là xong bên này. Đây số 5. 5 lớn hơn 3, dừng lại. Đây số 2. 2 nhỏ hơn, nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 5, tôi đổi chỗ. Thành ra là 5, 2. Thành ra 2, 5. Số 23, 2 nhỏ hơn 3, đổi chỗ tiếp lần nữa. Để suy ra là 1, 2, 3, 5. Tiếp theo đây số 2. 2 nhỏ hơn 5, 2, đổi chỗ trên 5. Thì 2 ở đây, 5 ở đây. 2 so với 3, 2 nhỏ hơn 5, 2 nhỏ hơn 3, đổi chỗ tiếp. Thì 2 ở đây, 3 ở đây. Đây bằng thôi, không làm gì nữa. Chứ không ạ. Cứ như vậy, tôi lấy được các số, các cái phần tử từ 2 trở đi cho đến n và so sánh đi phía trước. Và tôi sẽ lùi dần về trước khi nào sẽ đúng thì thôi. Đó, thì đó là cách mà chúng ta làm với cái bài này nhé. Chắc đây có thể làm khác đi nhé, đây có thể viết lại như này, có thể y chạy từ một đến n cũng được, đây có viết nào cũng được, cái viết này hay hơn đấy nhé. Thì ta đặt g bằng y và ta lùi g về phía trước nhé. Khi nào lùi, khi nào mà g còn lớn không và a g nhỏ hơn a g một thì làm sao? Thì tôi sẽ đổi chỗ AG, tôi đổi chỗ với AG trừ 1. Thì các bạn biết rồi là trong Python thì bệnh đổi chỗ này rất là hay, đơn giản, nó không giống như là Pascal hay là C, phức tạp hơn. Biết như là xong này, AG trừ 1 AG, tôi lấy cái lệnh đổi chỗ hai vị trí của
hai vị trí của hai phần tử aj và aj trừ một, so tôi cho j trừ đi một j bằng j trừ đấy. Mà xong cái bước này xong thì coi như là xong, tôi sẽ cứ để xong tôi đi thường thường a. Trở lại giá trị a, là trở lại cái mặt trận a, được chưa? Rồi thì mình bắt đầu tôi viết vào chương trình chính này, đây là phần chương trình chính nhé. Chương trình chính. Nào, quên mất. Rồi được, chương trình chính. Sau đó tôi sẽ A này rồi nhé. A đây, đây đây rồi, tôi có thể viết lại cái phía dưới cho dễ này. Chương trình chính nhé. Đây. A này ở đây. Sau đó tôi thiện lệnh sắp xếp A và tôi viết sau. Ví dụ như là B bằng sắp xếp A. Có thể print B ra. Lưu lại cho đến khi nào mà G bằng 0 thì thôi. Tôi kiểm tra đi. Check cho tôi copy cho tôi. Ghi cái bài này về đi. Stop. Đây. Bài số 7 nhé. Bài 1 đây. Chị thử cho nó có ra không nhé. Không ra nhỉ? Đâu nhỉ? Oh, không đúng rồi này. Chỉ tám. Vậy của tôi làm là sai, tôi kiểm tra lại sai chỗ nào nhé. Tôi G bằng Y và G bằng lùi về này. Nếu mà AG nhỏ hơn AG trừ 1 thì đổi chỗ. Sau tôi giảm GI. Như thường là không sai chỗ nào. Y chạy từ 1 cho đến N, đúng rồi. Bên đấy không sửa, không đổi gì cả. Sai đâu nhỉ? Kỳ quá. Để tôi một chút nha. Cho khi tôi kiểm tra một chút. Xem mà không ăn vẫn thế đâu. Ăn vẫn thế, nhưng mà tôi bị sai. Xem nó sai đâu. Còn gọi là for i từ 1 cho đến n này. Từ 1 đến n là trừ 1 đấy. Tức là tương đương với là nếu mà cái dãy của chúng ta là nó là số từ 1 thì là từ nó chạy từ 2 trở đi đến cuối dãy. Và tôi đặt suy bằng i và tôi lùi dần về, đây lùi dần về đúng không? Lùi dần về chừng nào mà
Aji còn nhỏ hơn Aji trừ một thì mới lùi, không thì không lùi, lớn không thì lùi, còn Aji bằng không thì không 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 gì để lùi nữa. Đó. Đây, Aji chắc nó sai chỗ nào mà ra kết quả sai nhé. Chữ 8 nó không về đâu, 10, 11 đúng không? 19 thì mình lại bị lùi về. Để tôi một chút nha, để kiểm tra. Có ai có ai có ý kiến gì không? Sao sai chỗ nào mà nó ra quả sai như này? Tôi một chút đây. Tự nhiên sao nhỉ? À mà cái này. Đây chính là cái lệnh đổi chỗ 29 đúng rồi. Đúng rồi này. Đổi chỗ xong thì lùi gì vậy? Tôi lấy từ là gì chữ gì này. Một chút nha. Thầy ơi, thầy sửa y gì lớn không thầy? Thầy ơi. Anh gì lớn hơn không à? Ừ, có lẽ thế Thầy thầy bò bò không lớn hơn không thầy ạ? À? Thầy sẽ chạy lại ạ. Đấy. Nào có lớn không thì chuyển đúng không? Có lẽ sao như đấy, chạy thử nhá. Đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Ừ, sai cái này là lớn bằng không. Lớn không nhá. Thì Tại nó vì cái y này trong vùng từ 1 đến n nên là không, ở đây là chỉ lớn hơn không thôi ạ. ừ, Dạ. là gì bằng không nữa, chứ không muốn lùi, nó lùi lại làm lần nữa, thành ra là trừ một thì cũng được, thì nó hỏng. Đúng Để đấy. hoặc hoặc để đây là yz lớn hơn bằng 1 ạ, cái này là bằng 1 ạ. Ừ, Thì đúng rồi, đúng ạ. đúng rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nhé, bây giờ như vậy là cái điều này tôi làm như sau này, tôi bây giờ tôi sửa như sau này, tôi sửa lại, tôi không để cái đi hơn, tôi để nguyên như này, như là nó làm thủ tục thôi, nó làm một hỏng voi. Bây giờ tôi sửa lại như thế này, đấy, xếp A và tôi in A ra, in A ra, chưa, đây nhá, sửa lại này, xong có được không nhá? Như vậy là vẫn đúng. Vậy các bạn thấy không? Nhưng mà là sau cái lệnh này này, thì A được truyền vào trong cái hàm này, và A bên trong này A thay đổi, thì khi mà thoát ra khỏi hàm này thì A cũng thay đổi theo, các bạn có thấy không nào? Đây thì các bạn thấy chưa, đây là cái điều mà hôm qua tôi nói đấy,
Tức là đây là thủ tục mà khi đã truyền A vào thì đối tượng A không thay đổi, vì truyền là truyền chị. Cho nên là khi mà tôi chỉnh các phần tử bên trong của A ấy, thì các phần tử của A thay đổi nhưng bản thân đối tượng A không thay đổi. Thì khi thoát ra thì A cũng vẫn thay đổi theo. Như vậy là không hay lắm. Bây giờ câu hỏi là có cách nào để làm bài này mà khi thoát ra A không thay đổi nhưng mà tôi vẫn thu được cái dãy là sắp xếp là của A, thì tôi làm như nào? Đó, thì cái làm như sau nhé. Thế làm việc hầu hết những cái bài tập mà liên quan đến sắp xếp hay là liên quan xử lý dãy, xử lý cái mảng gì đó mà chúng ta muốn giữ nguyên cái đầu vào, cái dãy đầu vào của dãy, là làm như sau này. Để đây chúng ta làm như sau, chúng ta không để như này nữa, chúng ta để như này. Chúng ta sẽ đặt cái biến phụ B thì viết là bằng A, copy như này. Khi đó thì B sẽ là một đối tượng khác A, không phải là A nhé. A, B, nhưng B có giá trị là giống A. Đó, và đây tôi sửa cho nó thành B hết. Sửa thành B hết ở bên trong này. Các bạn chú ý nhé, tôi sửa B này. Thì như vậy là cái bên trong của cái hàm này nó chỉ xử lý trên B thôi. Mà B là B không phải là A. Cho nên là khi tôi xử lý trên B thì A không thay đổi. Và ở đây tôi làm lệnh này. Tôi trả giá trị return. Return B. Được chưa? Và vậy tôi có thể sinh ra một cái A bất kỳ. Sau đó tôi có thể làm như sau. Tôi có thể viết cái lệnh này là như thế này. Là print dãy gốc đúng không, dãy gốc, sau đó là print A, lùi vào đây luôn, dãy gốc đúng không. A luôn vào đây. Sau cái này tôi in ra cái dãy sắp xếp đây, tôi viết đây là b bằng đây là b. Thì bây giờ A nó vẫn giữ nguyên. Sau khi thực hiện xong rồi thì là tôi có thể lệnh đưa cái này lên, tôi đưa cái này vào bên dưới chứ, print dãy gốc đây, tôi để vào sau cái này. Để như vậy là thấy rằng sau khi thiện lệnh này thì A nó vẫn giữ nguyên. Chạy thử nhá. Đấy, dãy gốc là như thế này, còn dãy sau thì thân đổi lại như này. Nhưng mà trên này chính là dãy A này. Nhưng mà dãy A mà sau khi thực hiện là thủ tục này thì A không thay đổi, nhưng B thay đổi, xếp lại thật là B là dãy xếp lại của A, được chưa? Đó, bạn đã hiểu chỗ này chưa? Đấy, nhìn thấy chỗ này là cái lệnh, một cái chương trình mà ta thấy là rất hay dùng như thực tế. Thế làm thế nào để chúng ta giữ nguyên được cái dãy ban đầu không thay đổi? Chúng ta làm sao chúng ta tạo thêm tạo cái bản copy của A ở bên trong cái dãy mà chúng ta xử lý bên trong hàm. Xử lý xong thì trả lại chính cái dãy đó. Khi thoát ra thì viết B bằng sắp xếp A thì A không thay đổi. Nhưng mà B là chính là cái dãy mà chúng ta đang cần tìm. Được chưa? Được rồi. Thế bây giờ tôi lại xong làm một bài một nữa nhé. Tôi sẽ làm bài số 2. Bài số 2 là bây giờ tôi làm bài này. Tôi sẽ làm một cái chương trình sinh ra một cái ma trận đơn giản thôi. Vì bài 1 là tôi viết một thủ tục, một cái hàm để sinh ra một cái ma trận bậc n gồm toàn số 0, làm như nào? Đấy nhé. Yeah. Đây thì tôi làm cái thủ tục đầu tiên là sinh ma trận zero, sinh ra một ma trận zero đấy nhé. Và n là một số đầu vào.
Thì chúng ta thấy cách chúng ta có thể sinh ra một cái ma trận toàn không như thế nào. Thì cái làm đơn giản như sau. Như sau là tôi n là thao số đầu vào, đầu ra là một cái ma trận. N nhân N gồm thao số 0. Thì tôi tạo rất nhanh mà. Rồi thì tôi làm như sau nhé. Thì nó làm như thế này. Tôi nhà cho tiện nhất nhỉ. Tôi đặt A bằng, được chưa? Sau đó tôi viết cái tạo ra một cái hàm, một cái dãy tem bằng như này. 0 nhân với N. Được chưa? Sau đó tôi không phải tôi sử dụng cái như này, dãy A như này. Sau đó tôi mới for i in range N. Sau đó tôi tạo cái tem như này và tôi bổ sung cái tem vào A. Tem. Tem là một dãy gồm N là N, N số 0. Được chưa? Thì sau N lần, sau N lần bổ sung thì A chính là cái mang trận N bằng N số 0. Thì return A. Như cho bài tập này tôi làm cho đúng, tôi viết một thủ tục lại, thủ tục show một cái mặt trận à bất kỳ nha, mặt trận này mặt trận vuông, tôi làm cho nhanh len của A nhé, for i in range của N, for g in range N. Rồi tôi print lại lệnh coi như A I G phẩy N bằng tôi in ra cho hàng ngang. Sau đó tôi sẽ in, tôi sẽ có lệnh in xuống dòng cho nó số hàng. Rồi thì nó là đấy là cái lệnh show A. Được chưa? Thế bây giờ tôi làm kiểu bài này nhé. Đây chương trình của tôi đây. Đây là chương trình chính đây. Tôi sẽ in ra cái mặt trận toàn không cho các bạn xem nhé, hình chính nhé. Đấy, tự nhiên là N tôi input từ bên ngoài vào cho nó dễ nhé. Input số N, sau tôi A sinh ra A là sinh mặt trận 0 N. Tôi dùng lệnh show A. Đây là cái bài số 2 đây. Của ngày hôm nay, bài tập số 2 đơn giản. Nhưng lại này, bài này như sau này, tôi thủ tục chính đây, làm cái hàm để sinh ra cái mặt trận toàn không bằng N. Còn thủ tục thứ hai là hỗ trợ để phải in ra mình thời gian kiểm tra. Còn đây là hình chính đây. Nhập N từ bàn phím và sinh ma trận toàn zero nhưng mà là bậc N, xong in ra để thử nhé. Đây với là 5 chẳng hạn, để in ra đây ma trận toàn 5, thấy không nào, ma trận toàn toàn không bậc 5. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một lệnh nữa để cho bạn xem. Bây giờ tôi làm thêm một cái hàm nữa thì viết lúc đây cho dễ này. Hàm này của tôi là hàm sinh ra cái mặt trận đơn vị, tức là bậc N, tức là một hàng một là một bằng số 0, hàng hai là 01 bằng 0, hàng thứ ba là 001 bằng 0, hàng cuối cùng là 0000 cuối cùng là 1 nhé. Thì mặt trận đó là gọi là mặt trận đơn vị. Bây giờ tôi sẽ sinh ra mặt trận đó nhé, sinh mặt trận đơn vị Việt chân dễ N nhé. Cách làm mà hơi giống chỗ này. Bây giờ làm thử này, A này bằng này. Thì chỗ A bằng cái này. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ for cũng như vậy, for i in range N.
Mỗi lần như vậy tôi sẽ tạo ra một cái hàng tem, và hàng tem này nó phải như sau, nó phải có cái dạng là hàng tem này có dạng như sau là phía trước là y bằng 0 thì phía trước là đây như này, nó sẽ lại dạng này, các bạn thấy nó sẽ lại dạng như này nhé. Đầu tiên là 0 không nhân với y, tức là với y bằng 0 thì phía trước là nó không có, là trước là tọa số 0. Sau đó là nó sẽ được cộng với, đây là theo cộng nối lại, cộng với là 1, sau đó là cộng với 0 nhân với gì, nhân với là n trừ y thì trừ 1. Đấy, để dùng được không nào? Cái này là gì nhé? Tem đó là gì? Với y bằng 0 thì đằng trước không số 0 nhá. Sau đó là gì? Là một, là một số một số 1, đó là n trừ y trừ 1 số 0. Thì y tăng dần lên thì là cái số 1 lùi dần về cuối. Khi y bằng n trừ 1, đây khi y bằng n trừ 1 thì cái này nó là n trừ y trừ 1 là 0, trên đằng sau là không có nữa. Đằng trước lại tức là n trừ 1 cái số 0. Đấy. Bây giờ tôi sẽ append tem. Tôi thường được chưa? Thì bây giờ sửa cái bài này, sửa chuyện này là không phải là sinh nhà zero mà là sinh cái ma trận đơn vị, kiểm tra xem đúng không nhá. Nào nhập n nào, nhập n nhập bằng 10 chẳng hạn, sinh ma trận đơn vị bị lỗi, ma trận đơn vị bị thiếu như nào, ma trận chữ t không viết hoa, chữ t thì viết hoa bị lỗi như này, chữ t không viết hoa. Rồi làm lại nào, đây n cho 10 này, hãy in ra này, đây chính ma trận đơn vị này, đấy thấy không nào, chưa cho thấy một vài cái động tác và cái thao tác đơn giản để sinh ra một cái ma trận ở mức độ rất 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 đơn giản thôi. Đây thì trong cái phần bài tập của sách tôi biết thì có rất nhiều bài tập liên quan đến ma trận, các bạn có thể về nhà các bạn học tiếp tục cái phần này nhé. Cái ma trận này là rất rất nhiều cái hay ho xung quanh liên quan đến cái dãy số và ma trận, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp một chút các kiến thức mới của hôm nay nhé. Rồi, quay đây này. Bây giờ chúng ta sẽ, như vậy chúng ta đã biết về mà về dãy này, mà về một loạt những cái đối tượng làm một dãy, mà dù dãy đây hiểu trong thời trong cái nháy đấy là một dãy nhé. Và trong tiếng Anh gọi là, trong Python gọi là đối tượng tuần tự, là chúng ta có thể xét đi dọc, dùng lệnh for in, for biến nhớ in cái đối tượng đó, dọc đi dọc theo các dãy, các tuần tự của dãy đó. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta biết là str nó là một dãy, nó là bảng sâu, nó là một dãy các ký tự, được chưa? Rồi chúng ta biết là bản thân cái hàm range nó cũng là một cái dãy. Thì cái lệnh là for e in range chẳng qua là for e in cái dãy range mà thôi nhé. Rồi là list là một dãy. Rồi bây giờ chúng ta học thêm một dãy nữa là nó gọi là, nó luôn chữ nó rồi là tuple, là cái ống. Thì ống nó có ý nghĩa, nó có cái định nghĩa rất là giống với list, rất là giống với list luôn, chỉ khác là thay cái dấu, thì thay cái dấu ngoặc vuông bằng dấu ngoặc tròn đây nhé. A bằng, tôi để dấu ngoặc tròn 1, 3, 5, 6, 7, tròn. Đấy, thì A nó là tròn. Và khi đó A nó là gì? Type A. Type
À, thì nó là kiểu ví dụ là ống nó là túp bằng. Và cũng như vậy a à, tôi có thể viết không như thế này hay như vậy. Hay là for x for z in a print z như này. Tính ra các bạn tự cũng là như vậy, cũng là có cái in, lệnh in là một này, đấy lệnh in là nằm trên nhé. Và lấy ra từng phần tử, bây giờ như là các cái chỉ số như thế này, cũng lấy ra. Và cả khái niệm là vùng chỉ số cũng đúng, ví dụ như là A, 1, 3, hay là A, tôi viết ngược lại. Đấy, cách viết là một cái phần tử ngược lại. Cái là cách viết như thế này. A là 1, 3, 4, 6. Thì A, tôi biết đây là cách viết là viết ngược lại nhé. Cái viết ngược lại. Hoặc tất cả cái này đều đúng cho tất cả mọi thứ. Ví dụ tôi viết là S bằng đây. Hà Nội. Tôi viết ngược lại tôi viết là S như này. Nó chỉ là ngược lại. Được chưa? Như vậy là mà tất cả các cái normal tất cả cái str là một này đúng không, range là hai này, list là ba này và tuple là bốn, nó đều là gì, đều là nó đều là nó tất cả cái này nó đều là các cái dãy, nó đều là các cái dãy số cả, chỉ tội là nó khác nhau ở từng quy định từ cái tên gọi thôi, mà nó là dãy số này, nó đều có thể có cái lệnh in để chạy cho dùng cho hàm for chạy từ đầu đến cuối, nó có thể là đều có thể là truy cập theo chỉ số, truy cập theo chỉ số giống hệt nhau chỉ số. Và đã có chỉ số rồi thì nó có khái niệm là gì, khái niệm là vùng chỉ số. Thì anh gọi là slicing đấy đúng không? Slicing. Đó là vùng chỉ số. Và nó rất là giống nhau. Thế quả thêm là str này, range, list, tuple là giống hệt nhau. Nhưng mà điều khác biệt là gì? Điều khác biệt là như sau. Điều khác biệt của những cái này là gì? Là chỉ có một cái list là chúng ta có thể thay đổi giá trị bên trong. Còn str, range và tuple thì không thay đổi được. Để tôi biết nhé. Thì biết là S thì bằng một, đây là một cái sâu nhé. Thì vì tôi biết S0 như này. Được. Thì tôi biết S0 bằng 8 như này, bằng ký tự 8, 9 này thì nó không đổi, nó báo lỗi ngay. Báo lỗi ngay. Túc bằng cũng vậy. Thì tôi biết là C bằng ngoặc tròn 1, 2, 3, vậy có thể thay đổi phần thử của nó, có thể đây là 1 5, đúng không? C 1 là 2, nhưng mà C 1 khi tôi gán ấy, gán là 15 thì mày báo lỗi ngay vì nó cái đối tượng tuple bẩn không thay đổi được giá trị bên trong. Hay thì biết là R bằng range 10 chẳng hạn, thì R 1 là 1, nhưng mà khi tôi viết R 1 bằng 15 thì máy cũng báo lỗi. Hay như vậy là cái như vậy là toàn bộ những cái mà ta đã học là SR là 1, range là 2 nhé, và đối tượng range đối tượng là tuple là 3, là nó giống hệt là list nhưng mà nó không thay đổi được. Nó gọi là trong bài thân gọi đây là các đối tượng là bất, nó gọi là bất biến, còn riêng list là đối tượng khải biến. Ta biết rồi, ta có thể thay đổi thẳng lại các phần tử của nó, nhưng mà list đặc biệt nó rất là hay, còn những cái đối tượng này là nó rất là bình thường, không có gì. Đấy. Riêng list là như vậy. Bây giờ nói thêm về cái khi tôi viết là a bằng một, hai, ba, bốn như này, ba này, thì tôi có thể gán
x y z bằng a. Thì là biết đây là đồ án là 1 cho x, 2 cho y vậy và 3 cho ba cho z, x gì đây, y đây và z đây. Đấy, hiểu không nào? Còn điều tôi muốn đồ án là như là a tôi là như này đúng không? Vì tôi chỉ muốn đồ án a b hai phân tử thôi, làm thế nào? Tôi muốn đồ án a b cho hai phân tử đầu tiên của a thì làm như nào? Thì có điều có nhiều cách làm. Cách nhất là gì? Là tôi biết a như này, a 0, a 1 cũng được. Đây là gắn a 0 cho a và a 1 cho b. Cách thứ hai là dùng gì? Cách thứ hai là dùng cùng chỉ số bằng a 0, 2 cũng được. Hai cái này là tương đương. Cái này là tương đương. Được chưa? Được rồi. Nhưng mà ngược lại khi tôi viết là a bằng 1. Chúng ta biết là x phẩy y phẩy z bằng 10 1 0. Biết thế này là chứ bây giờ đây là gắn đồng thời trong Python 10 gắn cho z, 1 gắn cho y và 0 gắn cho z thì được. Được chưa? Nhưng mà tôi viết như này, tôi viết là c bằng 1 2 6. Biết theo được không? Anh theo được không nhỉ? Cái này là khi gắn này thì mà tính hiểu mặc định. Hiểu mặc định c chính là tuple. Hiểu mặc định. Nhưng mà này khi gắn là c bằng 1,2,6 thì tương đương với lệnh là c gắn cho m bằng 1,2,6. Và như vậy khi gắn như này thì c nó không là dãy mà nó là tuple. Điều muốn cho nó là tuple là dãy, chúng ta phải dùng là vẫn muốn là list, chúng ta phải gắn như này. Thì gắn là 1 2 6. Đó, chú ý nhé. Chú ý cái một số những cái đặc biệt liên quan đến đối tượng list và tuple. Thì cái tuple nó cũng có hay của nó, cái hay là nó đơn giản và nó không hỗ trợ cho những cái lệnh đặc biệt như là list, nhưng mà nó dùng thuận tiện để chúng ta nôm na nhiều trong sách giáo khoa, trong các sách vở người ta viết tuple là khái niệm là dãy hằng, là dãy các cái hằng số ta không thay đổi dãy hằng. Chưa? Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ nói sang cái một khái niệm nữa mà liên quan đến list. Cái này cũng rất là hay, là cái khái niệm là nó gọi là ngoài cách tạo list như tôi vừa nói thì chúng ta có thể tạo nhanh trên màn hình dùng một lệnh thôi. Rất là hay, đây là cái cách này ở một cái là tôi đây là một điểm đặc biệt của Python, nó khác với các ngôn ngữ chỉ khác, đặc thù riêng của Python là các không có, là như thế này. Chúng ta có thể tạo ra một cái dãy mà chỉ trên một cái hàng trên viết trên viết một dòng mà rất đa dạng nhé. Chúng ta thử này. Bây giờ giả sử tôi làm như sau, tôi sẽ sinh ra một cái dãy như thế này. Ở trong dãy đó tôi mô tả tường minh là 3, 4, 5, 6, mà ở trong đó là tôi mô tả nó làm cái biểu thức, làm cái hàm số, chỉ là một cái hàm. Ví dụ tôi sẽ tạo ra cái dãy gồm là như sau, gồm là tất cả các số là các số bình phương của các số từ 1 đến 10. Thế là như sau, tôi biết là A bằng là K nhân với K, bình phương chưa? Sau đó là dùng lệnh for. Sau đó là for K in range từ 1 đến 1, từ 1 đến 10 đấy. Được chưa? 1 đến 10. Và tôi đóng vào vuông lại. Đấy. Đây là một cách nó là khai báo nhanh. Khai báo nhanh list rất là hay, rất đặc biệt của Python. Các bạn chú ý nhé. Là K nhân K này, for K in range 10. Thì cái này sẽ tạo ra cái dãy A là 1 bình 1, 4, 9 cho đến 100. Nó tạo rất là nhanh. Đây, các bạn thấy không nào? Như vậy chúng ta có thể tạo ra một cái dãy với cái công thức bất kỳ. Đây là vấn đề, phải có công thức ở đây. Công thức này là công thức bất kỳ luôn nhé. Đây là cái
Đây nó có thể là một cái biểu thức bất kỳ, được chưa? Đấy. Ví dụ hai này, tôi ví dụ hai còn mạnh hơn nữa nhé, tổng quát hơn. Bây giờ tôi liệt kê ra như nào tính nhỉ? Bình phương của tất cả các cái bình, tôi chỗ cho bình phương đi, bình phương của tất cả các số là số k in range, bình phương của tất cả các số là bội của 3 trong phạm vi 100, bội của 3. Như vậy là ngoài cái lệnh for, chúng ta có thể thêm một cái điều kiện ở đằng sau lệnh for. Như vậy là for k chạy trên cái range nào đó ở đây nhé, for, và sau for là một lệnh if để kiểm tra điều kiện. Điều kiện k là chia cho 3 phải chia hết cho 0. Đó. Như vậy là đây là cái khuôn dạng tổng quát của cái lệnh tạo nhanh list nhé. Enter thì bây giờ là gì? Nó là bình phương của tất cả các số là bội của 3 trong phạm vi trong là bình phương của các số trong phạm vi 100. Được chưa? Bạn thấy không? Rất là hay đúng không? Bây giờ tôi có thể viết lại nhé. Viết lại nó còn hay nữa này. Bây giờ A vẫn là như vậy. Vậy tổng quát gì? Tổng quát A là làm cái cách một cái làm cái tạo dựa nhanh của A thì A này bằng một cái mở ngoặc vuông này, một cái biểu thức này, sau đó là có lệnh for để cho một bên nhớ chạy trên cái vùng nào đó, và sau lệnh if để kiểm tra điều kiện. Đây là khuôn dạng tổng quát của A nhé. Bây giờ tôi có thể làm hay hơn nữa này, tôi có thể làm mà tôi chạy in ra cái k. Đây, làm thử số điều nhất tôi chưa làm thử bao giờ nhưng mà này mở ngoặc này k có thể là k phẩy k như thế này for k của k in range chấm if k chia cho 3 bằng 0. Đây này. À nó là cái dãy gồm có là bên cạnh là k các số là bội của 3, bên cạnh là bình phương để mình nhìn rõ nhé. Cùng của nó là 99 này. Đấy. Như vậy mỗi cái phần tử của dãy này là một cái bộ hai số. Bộ hai số. Thấy không nào? Và cái này là rất là hay, các bạn thấy cái này có thấy rất là hay đúng không? Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta có thể mở rộng ra cái biểu thức này, nó có thể là một cái hàm số bất kỳ, một hàm bất kỳ chứ không phải là. Bây giờ tôi viết định nghĩa một cái hàm nhé, bất kỳ cái hàm, ví dụ như là f n f của tôi là như sau, tôi return là n bình phương n bình phương trừ đi 2 n cộng 5 chẳng hạn, thì thường như này nữa, ví dụ như là f 10 sẽ bằng là đấy. Và bây giờ tôi có thể viết là a bằng f k for k in range. Hiểu không? Vậy là nó không phải chỉ là một biểu thức mà tôi làm, nó là một cái hàm bất kỳ. Đó, bây giờ tôi chạy A nhé, nó là cái dãy này, tất cả cái đề phần tử này, đây là F0 này, đây là F1, F2 vân vân, đây là F, đây là F99 chính là cái này, chính là cái này 909608. Đây là cái hàm số đúng không? Hôm trước tôi nói với các bạn về khái niệm là chúng ta có định nghĩa hàm số trực tiếp ở trên một dòng. Hàm đó người ta gọi là hàm lambda. Ví dụ như này.
như là một cái biểu thức nào đó, có thể đây bằng nó sẽ bằng lambda, lambda. Đấy. Sau đó là cái sau đó là viết cái tham số của nó ra x gì, đó là hai chấm, sau đó là cái biểu thức như là x mũ 3 trừ đi 5 nhân với x, 5 nhân với x bình phương cộng với 10x, 10 nhân x trừ 1. Thì đây là gì? Đặc nhất tôi phải viết ra rất là thành bài rất là dài, nhưng mà tôi viết nhanh, nhưng mà là đây là tên của hàm số này, sau là chữ lambda là từ khóa này, sau từ khóa là cái độ cái tham số của hàm đó, sau hai chấm, sau là cái là công thức của cái hàm đó. Đấy. Thì bây giờ tôi có thể viết là bt của 1 sẽ bằng này, sẽ bằng 5 này, bt của 100 này sẽ bằng, và tôi có thể viết là biệt là a bằng nhá bt k cộng với fk. Hàm f tôi vừa rồi, chưa f từ trên này rồi nhá, hàm f mình làm này này, hàm f rồi, f rồi. Em chỗ nào đó tôi định nghĩa trên này rồi. Em đưa đây, hàm f đây này. Đúng không? Đây là hàm f nhé. Còn hàm bt là hàm này. Và tôi có thể viết như này. Đấy. For k, for k in range chậm. Đúng không? Không cần ít cũng được, có ít vào cũng được. Thì a là cái này, vậy là vì với những cái kiểu như này thì bài thần giúp chúng ta là viết mọi thứ rất là ngắn gọn trở lại, hơi nhìn vào lần đầu tiên thấy hơi phức tạp một chút, nhưng mà khi làm quen rồi thì thấy rất là ngắn gọn. Những cái hàm viết trên một hàng, trên một hàng xong đưa những cái hàm như này, cái cách định nghĩa mới dễ kiểu như này rất là nhanh. Thấy không nào? Thì cái này nó gọi là tạo list nhanh. Trong tiếng Anh, trong Python nó dùng cái từ là list, comprehension. Comprehension. Thì nó là kia, nó là một cái từ thôi, cái từ là tạo list nhanh. Nó mà là như vậy nhé. Nó giống như là cái cách thử định nghĩa của hàm lambda, tức là nó chúng ta định nghĩa ở trên một hàng. Được chưa? Đấy. Nó dùng cái từ là comprehension, chứ mà compre, chứ mà không comple nhé, việc nhầm. Compre từ này này, cái từ này là cái từ là tạo nhanh, khái niệm tạo nhanh bằng một cái dãy. Như vậy là chúng ta đã biết về 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 khái niệm dãy này, list này. Tuple này, str này, range, đây là những cái đối tượng kiểu dãy thì, và có rất nhiều những cái hàm mà được định nghĩa tổng quát trên tất cả những cái dãy này. Ví dụ như chúng ta biết là cái hàm sum này phải. Bây giờ đây tôi viết lại nhé, hai này, bây giờ tôi viết sum của a và tổng của tất cả các phân tử của a, sum này, hay là mà là max, hàm max hàm min nhé, hàm max. Như vậy là hàm sum này hàm max này và hàm min là những hàm mà xác định trên một cái dãy bất kỳ, chứ không phải chỉ là cái dãy, không phải chỉ là cái
không phải chỉ là RISC, trên TUPMO, trên RANGE và thậm chí có thể trên STR, tôi kiểm tra cái hàm mà xong cho không được kiểm tra cái hàm MAX nhé, có được không, tôi chưa thử bao giờ được. Nó ra gì cũng nhé, nó ra cũng chưa thử hàm được bao giờ. MAX không phải là MAX không được nhỉ. Đang mắc nhầm cái biết cái này chứ. Chà nhé. Cho nó ăn nhé. Max. À, mắc vẫn ăn đấy. Vì nó tính theo các phần thứ tự của các cái phần tử trong bảng mã Unicode. Trong bảng mã Unicode thì cái chữ O là cái chữ có cái mã Unicode là lớn nhất. Nhưng hàm mắc vẫn ăn. Bây giờ từ hàm xăm nó ăn nhé. Sợ nó không ăn. Rồi. Bên đèn với lực lỗi này là do cái hàm xăm này không hỗ trợ cho kiểu dữ liệu là int và str. Không cho hỗ trợ. Được rồi. Như vậy là chúng ta ở đến đây chúng ta là gần như là làm học xong đến cái học xong chương 7 đúng không? Rồi. Thế bây giờ cái chương về về module thì tôi sẽ một chút nói rồi. Giờ chúng ta trong trong bản thân có rất nhiều cái module và chúng ta có thể rất nhiều cái các cái thư viện hàm. Thì hôm trước tôi nói về cái thư viện là MATS nhé. Yeah. Thư viện MATS. Thư viện những cái hàm liên quan đến toán. Còn các bạn có thể đọc cái chương sách của tôi nói về các chúng ta có thể tạo ra những cái module mới. Chẳng qua module là cái gì, là một cái file đi mở trong đó ta liên kết những cái hàm trong cái file đó chính là các thư viện thôi. Còn mà chúng ta sẽ học tiếp sang một cái thư viện rất quan trọng là thư viện có tên là Random. Thư viện này rất hay. Thư viện này nó chứa một số những cái một vài cái hàm để sinh ngẫu nhiên. Thì trong rất nhiều bài tập của chúng ta cần phải sinh ngẫu nhiên cái này, sinh ngẫu nhiên một cái số như chúng ta cần tạo ra một cái sinh ra một dãy ngẫu nhiên các số bất kỳ để chúng ta làm test hay là sinh ra một cái hàm sinh ngẫu nhiên một số từ 1 đến n chẳng hạn, hay dùng cái hàm random để chúng ta có thể sinh ra một hoãn vị của các số từ 1 đến n vân vân để chúng ta kiểm tra nhé. Trong cái random nó có những cái hàm gì, mà tôi sẽ dạy các bạn một số hàm thôi. Thì chúng ta dùng lệnh sau đây, chúng ta dùng lệnh là import random error nhé. Thì mà chúng ta đi rồi kiểm tra xem trong cái module random này nó có những cái hàm số nào quan trọng, nên nó có rất nhiều hàm. Và tôi sẽ nói các bạn chỉ một vài cái thôi. Nhưng mà tôi sẽ nói các bạn trong này có ba, chúng ta dùng ba hàm. Hàm random là một. Hàm thứ hai chúng ta sẽ học là hàm randint. Và hàm thứ ba là hàm choice. Đây là ba hàm theo tôi là quan trọng nhé. Thì hàm random là hàm sinh ra một số ngẫu nhiên, số thực ngẫu nhiên nằm từ 0 đến 1, khoảng lớn 0 và nhỏ hơn 1, đó là random. Tôi sẽ kiểm tra sau nữa là trong vùng nào. Randint là nó sinh ra một cái số nguyên ngẫu nhiên nằm trong giữa hai số A và B. Còn choice là sinh ra một phần tử ngẫu nhiên từ một cái dãy cho trước một dãy. Đây là ba cái hàm quan trọng. Tôi kiểm tra lại một nữa nhé. Một cái là chúng ta dùng lệnh heo để chúng ta kiểm tra. Tôi sẽ kiểm tra cái hàm random xong đúng là nó sinh ra mà xong từ đâu nhé. Đây không phải tôi nhầm, tức là nó sinh ra một số ngẫu nhiên từ 0 trở đi và nhỏ hơn 1, là lớn không bằng 0 và nhỏ hơn 1, được chưa? Rồi bây giờ tôi kiểm tra nốt cái hàm random, một cái hàm dùng lệnh help để chúng ta trợ giúp rất nhiều thứ. Error này, choice. Đây, cái hàm này là cái hàm mà là sinh ra phần tử ngẫu nhiên từ một cái sequence nào đó. Sequence cái từ sequence này là chính là một cái dãy đấy, bất kỳ. Có thể cái dãy này này là cái đối tượng sequence này này là nó có thể là
nó có thể là từ vừa nói là có thể là với str, nó có thể là hàm range, có thể là hàm tuple, nó có thể là list, nghĩa kiện choi rất là hay, rất hay luôn. Và lệnh thứ ba chúng ta sẽ được học là help error in, rất quan trọng là cái lệnh này sinh ra một số nguyên ngẫu nhiên nằm giữa a và b, giữa a và b nhé. Rồi thì tất cả cái hàm này là đều rất quan trọng, được chưa? Rồi thì chúng ta làm thử nhé. Bây giờ đầu bài này chúng ta là cần sinh ra một cái dãy 100 phần tử ngẫu nhiên nhé. Bây giờ tôi sinh ra một đây đầu bài của chúng ta là cho trước n 20 số đi, cần sinh ra một dãy ngẫu nhiên 20 số, và mỗi số như vậy là ngẫu nhiên các số tự nhiên ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Được, làm được không? Nó nhanh nhé. Đây. N ta cho nó bằng 20. Phần trước. Và tôi sinh ra, tôi viết một cái def như này, sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên từ 1 đến cái hàm này sẽ sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên nằm trong khoảng n phần tử. Mỗi phần tử nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Thì có làm được không? Đây, làm như sau. Đây. Tôi làm như sau nhé. Tôi sẽ tạo ra một dãy A rỗng. Sau đó tôi for i in range từ 1 đến 100, tức là từ 1 đến 100, đúng không? Và tôi A, tôi mới append cái hàm của tôi là cái hàm random. Random này là random gì? Là range, xin lỗi, nhầm, tôi viết nhầm, xin lỗi, đấy, n chứ, đúng không? Của tôi là dãy, sinh ra một dãy n phần tử mà, thì phụ từ từ 0 đến n thôi chứ. Còn ở đây là append này, a append error là random range int trong khoảng từ 1 đến 100. Đấy, bây giờ mới đúng này. Đấy. Đi nhá, nhắc lại này. Đây là lệnh lệnh chúng ta nhé. Một đề là return a, nhớ lại nhé. Cái hàm này như sau này, tên của nó là hàm dãy ngẫu nhiên n. Hàm này có nhiệm vụ là sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên n phần tử nhé. Thì làm sao tôi cho một cái biến nhớ a là dãy rỗng và tôi lập n lần. Một lần như vậy tôi bổ sung vào a một phần tử ngẫu nhiên đây, từ 1 đến n, từ 1 đến 100. Vậy suy ra a là cái dãy là gồm có n phần tử nhé, và mỗi phần tử là cũng như từ 1 đến 100. Giả sử tôi viết là a bằng dãy ngẫu nhiên 20 phần tử chẳng hạn, a đây, như vậy a là khi ra một dãy ngẫu nhiên hoàn toàn, bạn thấy không? Đây là cái, như vậy cái hàm header rất là hay dùng nhé. Bây giờ tôi sinh ra một hàm khác b nhé. B là dãy ngẫu nhiên 10.000 phần tử. Mỗi phần tử như vậy là từ 1 đến 100. Kiểm tra b này. Nó quá dài. Nó 300 dòng rồi này. Được chưa? Thì chúng ta có thể trong cái bài tập liên quan đến test, chúng ta sẽ sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên, cho chúng ta có thể thiết những lệnh sắp xếp gì đó và kiểm tra xong cái thời gian làm theo chạy của chương trình là bao nhiêu. Rất nhiều chương trình là cần cái test để sinh ra cái test là ngẫu nhiên, được chưa? Uồn dài quá, không được. Bây giờ thì cái bài vừa rồi
cái bài vừa rồi tôi có thể làm, tôi có thể viết ngắn gọn hơn được sao? Tôi có thể viết lại như sau nhé. N là cụ thể rồi, tôi làm như sau này. N tôi cho bằng 10, thì tôi có thể là viết như sau. Sinh ra có thể viết bằng cái lệnh là tạo nhanh là list comprehension là như sau. A bằng đây r chấm ran in từ 1 đến 100 đúng không, for e in range 10. Vậy là đây là cái hàm mà tôi muốn sinh ra các phần tử của A, nó là ngẫu nhiên từ 1 đến 100 và y đến từ 1 đến 10. Như vậy cái hàm của chúng ta nó sẽ dãy, ta sẽ là dãy 10 phần tử. A bằng 10 phần tử này cũng là ngẫu nhiên. Cái viết này chúng ta không tổng quát được, chúng ta phải có cái số mực cụ thể đây, không biết tổng quát n được. Còn đối với hàm số chúng ta có thể viết tổng quát được, tạo ra một cái hàm, được chưa? Tôi có thể tương tự như vậy, có thể là nhưng mà thật là sinh ra một cái cho trước A, thì tôi cho trước A là một cái dãy số bất kỳ. Thì bây giờ cái hàm là gì? Hàm là choice a. Cái hàm là cái hàm lấy ra một phần tử ngẫu nhiên của a. Đây là phần tử ngẫu nhiên của a, được chưa? Thì đây là cái hàm choice cũng là một cái hàm rất là hay dùng, rất là hay sử dụng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái trình, tôi sẽ làm thêm một bài tập nữa nhé. Bài số 3 đi. Số 3 là một cái bài như này, là một cái bài rất hay như này. Là cái bài là số toán như sau, tức là tôi cho trước một cái dãy A bất kỳ. Cho dãy A nhé. Bây giờ đầu bài của chúng ta là điều toán này sinh ra một hoán vị bỗng nhiên của A. Đẹp này, sinh hoán vị đúng không, hoán vị ngẫu nhiên của A. A là một cái dãy cho trước bất kỳ và tôi muốn sinh ra một cái phần tử một dãy khác, dãy B ngẫu nhiên của A, thì tôi làm như nào? Đấy, thì cái thứ này chúng ta tôi làm một lần cho các bạn nhớ nhé, nhớ cách làm của nó nhé, như thế này. Tôi sẽ tạo ra cái dãy ngẫu nhiên là tôi đặt vào B chứ A thì không có động vào A nhé. Okay. Đây là thuật toán rất đơn giản thôi và nó dùng để nó rất là nhanh để nó sinh ra thuật toán này, có độ phức tạp là n, chỉ cần một vòng duyệt thôi là có thể sinh ra một ngẫu nhiên của n, phải dùng cái hàm random. Thế thì chúng ta sẽ bài này chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ phải có những lệnh ở đây là dùng cái hàm random, thì chúng ta dùng lệnh là from random import rand it. Cái viết chúng ta dùng chuyển đưa vào sử dụng một hàm thôi, hàm là hàm random lấy từ cái module random. Random là cái theo tôi cái đối với học sinh phổ thông ấy thì chỉ cần dùng hai module thôi, là module random là một, module math là hai module rất hay dùng trên thực tế. Còn nếu mà học sinh mà cần phải làm cái bài tập học sinh giỏi mà cần phải tính thời gian, chúng ta cần thêm một hàm nữa trong module thời gian, module time. Còn random thì chỉ cần dùng cái hàm random và random là đủ nhé. Đây như vậy là B là như này nhé. Đây về thì n bằng len
B. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ viết một thuật toán rất đơn giản, các bạn chú ý nhé, rất đơn giản thôi. Ta chỉ cần một vòng lặp thôi. For i in range n, lặp từ đầu đến cuối. Thực ra thì cần n chung, n chung là đủ, để cho đầy đủ là đúng n đi nhé. Sau đó chúng ta như sau, chúng ta sẽ với mỗi y chạy từ từ không, từ đầu đến cuối dãy, chúng ta tìm phần tử thứ vật liệt, tìm ra một cái số số g làm cái số ngẫu nhiên nhé, phải là ngẫu nhiên, nằm nằm trong khoảng từ g cho đến từ y cho đến cuối cho đến n, thì là như sau. Y sẽ bằng là bằng bằng ren in là gì, là y sẽ làm là g là phần tử ngẫu nhiên chạy từ y đến n. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và sau đó chúng ta đổi chỗ y hạ i và i gì thì là nhớ cho nó nhé, nhớ để ta dùng lâu dài. Đổi chỗ a g a i, xin lỗi không phải c mà đây phần nào, đây phần là đây phần là b chứ không phải, ta cũng không động vào a b b chúng ta ghi thương. Thằng B, được chưa? Đấy. Nhà bây giờ chúng ta làm như chính này. Tôi cho A bằng này. A đơn giản nhất là lấy nhé. A là thuật A là A 2, 3, 5, 10, 11, 15, 30. Được chưa? Và thuật B tôi bằng sinh ngẫu nhiên. Phân vị ngẫu nhiên đây. Đấy. Phân viện ngẫu nhiên là A. Và tôi print B này. Print A trước thì bây giờ cho người quan sát nhé. Và print B. Hát xong. Đây là bài số 3. Anh chạy tự thử nhé. Đây thiếu chữ. Đấy. BIG bằng BGI đúng không? Chạy thử nhé. Đây là IN trên 1. IN trên 1 nhé. Đấy. Ở trên này là dãy gốc A. Ở dưới là một dãy là khoan bình ngẫu nhiên của A. Ở dãy trên. Trên đây là bài 3. Thì tôi tổng quát một chút nhé. Bài số 4 đi. Bài số 4 là tôi viết một cái thuật toán là viết chương trình là sinh một cái dãy khoan viên ngẫu nhiên từ 1 đến n cho nó nhanh nhất, thuận tiện nhất nhé. Đây. Cũng như vậy tôi phải dùng cái hàm len in. From random import ren in, được chưa? Rồi, tôi viết cái hàm là như sau, là cái hàm là sinh phân vị ngẫu nhiên đúng không? Sinh phân vị dành n nghe. Cái này nó là gì? Cái này nó là cái đầu vào của nó là số n, đầu ra là một dãy n phần tử là một khoan viên ngẫu nhiên của 1 đến n. Được chưa? Rồi, làm như sau này. Đầu tiên tôi sinh ra cái dãy A trước. Dãy A của tôi là cái dãy là gồm có phần tử từ 1 đến n. Thì làm cách nào nhỉ? Đây tôi làm tôi dùng cái cách bây giờ có nghĩa là dùng comprehension nhé. Đây, A này bằng K for K in range chạy từ 1 đến n cộng 1, thì đây chính cái hàm này là cái hàm cái công thức này là tạo ra dãy A chạy từ 1 đến n, thật đúng nghĩa đấy, số A
A0 là 1, A2, A0 là 1, A2. A2 là A0 là 1, A1 là 2 và AN-1 là N. Để range từ 1 đến N, N cộng 1 N nhé. Thì đây chính gọi là A là dãy từ 1 đến N không? Rồi, sau đó tôi làm lại từ lúc nãy nhé. Tôi for E in range N. Tôi đặt G bằng rand in, đúng không? Bằng rand in cái gì? Bằng rand in số đầu tiên là I, số tọa thứ hai là N. Chạy từ I đến N, đến N trừ 1, đúng không? Sau đó tôi đổi chỗ. Thì phải à, G. Sao mắt nhìn không rõ nhìn rồi bạn à, G phải à, Y được chưa? Vậy mà tôi return à, thử như vậy chúng ta nhé. Bây giờ tôi sửa, tôi in luôn, tôi thử in mà trong chúng ta tôi in luôn ra nhé. Tôi đến sinh hoán vị 20 phần tử. Đây chương trình nhé. Chương trình chính chúng ta là đây nhé. Tôi ghi ra là bài 4 đấy. Tôi in thử ra. Tôi in ra luôn là dãy 2 phần tử là có số là hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 20. Xong đúng không nhé? Thế này này. Đây là một hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 20. Rất là nhanh, thấy không nào? Bây giờ tôi sửa cái này là 100 nhé. Thì nó sẽ tạo ra một hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Rất là chính xác. Như vậy đây chính là cái hàm, đây hay là cái thuật toán dùng để sinh ngẫu nhiên một cái dãy số, một cái hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Được chưa? Vậy chúng ta biết được cái bài 3 này là cho trước dãy A và sinh ra là hoán vị ngẫu nhiên của A. Còn bài 4 là cái bài khác thì một chút là cho trước N, đồ vào N đồ ra là một dãy số là một hoán vị ngẫu nhiên của N. Chúng ta từ những bài này chúng ta có thể tạo ra là rất nhiều những cái bài tập khác sinh ra dùng cái này để tạo ra các bộ số ngẫu nhiên. Bây giờ tôi làm cái mà thử sinh ra cái bộ dấu số khác nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái bài 5 đi, cho nó thành cho bài 5 là làm số thực đi nhé. Bài 5 là sinh một dãy các số thực ngẫu nhiên dãy các số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 0 đến một cái số k nào đó nhé. Đấy. Thế đơn giản thôi. Đấy, thì bài này chúng ta làm như sau này. Đếm này. Sinh. Thì bài này tôi sẽ phải là from random import cái hàm random. Ta biết cái hàm random là cái hàm là sinh một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Thì bây giờ tôi đây. Bây giờ tôi tạo ra một cái dãy ngẫu nhiên cùng có hai số n và k. Thì dãy này là sao? Dãy này là sinh ra một cái dãy n phần tử. Mỗi phần tử như vậy là một cái số thực ngẫu nhiên từ 0 đến k. Số thực nhé. Thì làm như sau này.
tức là như sau, tôi đặt a bằng, sau đó tôi for i in range lập n lần, và một lần như vậy tôi sẽ đưa vào a một cái phần tử như sau là random mà tôi nhân với cả, thì vì random là một số từ 0 đến 1 cho nên là random nhân với k cũng là không đến k này đúng không? Và sau đó tôi trả lại, tôi return. Tôi thử sinh nhé. Bài này là bài, là bài, đây là bài 5. 5 của hôm nay. Bây giờ tôi thử print một cái dãy là 50 số. Mỗi số như vậy là một số thực bất kỳ. Lớn không và nhỏ hơn bằng 10. Bài như này. Hồi trước lấy 5, 10 mà là sinh. Mà là dãy chứ. À, dãy ngẫu nhiên. Xin lỗi tại chỗ như này. Đúng không? Chạy thử nhé. Random. Như là chữ N chúng ta là chữ. Oh. Random. Rồi. Random đúng không? Đấy. Sinh ra. Vì tôi muốn cho nó là chỉ in ra mà hai số sáu số phẩy thôi, tôi làm dùng lên thay, tôi dùng cái lệnh là row, hàm row là cái hàm row là hàm tổng quát hai, cái hàm row là cái hàm chung của không làm trong thư viện nào cả, chạy thử nó ngắn hơn điện đấy. Hai số dấu phẩy thôi. Thì đây là cái dãy gồm có là 50 số. Một số như vậy là gì mà làm có số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 10. Chưa? Thế bây giờ tổng quát hơn này. Bây giờ tôi sẽ sinh ra cái dãy nó là một cái số thực ngẫu nhiên nằm giữa A và B. Thì các bạn làm như nào nhỉ? Đây, tổng quát nhé. Đang luôn đây cho tiễn đi nhé. Đây là tổng quát tiếp theo nhé, là một cái bài là def dãy ngẫu nhiên 2 đi nhé, nhưng mà n đi, nhưng mà cái dãy chúng ta yêu cầu là phải nằm giữa hai số nguyên a và b, là số thực nhưng phải nằm giữa a và b, cái số đó nó phải lớn bằng a và nhỏ hơn b, thì làm như nào? Thì cái nào nó không nhỉ, làm đơn giản làm như này, như này nhé. Thì làm như sau này, giống như đây, đây là không gì khác, nó sửa một ký thôi là được. Đây tôi copy này xuống nhé. Này, thì làm như sau này. Thì cái hàm random này này, hàm random là 0 đến 1. Điều tôi muốn nằm giữa A và B, thì làm như nào? Tôi sẽ lấy A, tôi cộng với random và thay K là B chữ A, nó sẽ được ngay, B chữ A. Thì đồng nhân với B chữ A thì là cái số này là số nhỏ hơn đúng, là nhỏ hơn B chữ A đúng không? Nhỏ hơn B chữ A, bên trên B phải lớn hơn A rồi, nhỏ hơn B chữ A nhưng mà lại cộng với A vào, thì suy ra nó là một số mà lớn hơn A và nhỏ hơn B. Đấy. Mình tôi thử sinh ra cái 50 số, mỗi số đều nằm giữa 100 và 150 chẳng hạn. 50 số nhé, tôi để cho ngắn gọn đi. 10 số đi. Mỗi số nằm giữa 100 và 150. Để thử xem được không nhé. Đây là dãy 2N, đây là N12. Sửa một tí thôi. Vẫn là bài này. 130.2 này, 104, 224. Đây là cái số thực nằm giữa trong khoảng từ 0, từ 100 cho 50. Đây, bài này là bài tổng quát hơn này. Đây, tổng quát hơn nhé. Để làm là dãy nguyên đó là ta lấy A cộng với random nhân với B chữ A là được. Được chưa? Mà chúng ta vừa rồi làm một số bài tập. Như vậy tới đây là chúng ta kết thúc cái chương 8 là cái chương đúng ra là trước cái kết thúc cái phần list.
từ hôm sau chúng ta sẽ chuyển sang bài chuyển sang về sâu nhé. Chuyển học về sâu, cái chương sâu là chương rất là khó. Sâu chúng ta biết rồi, sâu là bây giờ làm đối tượng, chúng ta biết rồi là một đối tượng dạng dãy, là một sâu là một dãy đối tượng, chúng ta biết rồi. Nó là cái chúng ta biết rất nhiều rồi, nhưng mà để học sâu hơn nữa thì là từ buổi sau. Các bạn có thể xem trước cái chương 9 là chương sâu, là một chương theo tôi là một chương khó, là một phần rất là khó của Python. Và chúng ta nghỉ ở đây nhá. Chào thầy. Chào các bạn nhé. Có ai hỏi gì không?